lớp xây dựng chùa của gia đình Lê Cảnh Trình, gồm có Lê Cảnh Trình, Trần Thị Kháng, Lê Cảnh Hải, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Lê Thị Mỹ Hương, Lê Thị Mỹ Hoa, Lê Cảnh Trang, Lê Cảnh Tuấn, Trần Hồng, Võ Hiệp, tổng số tiền là 3.000 đồng. Xin chân thành cảm ơn gia đình Lê chương trình rất nhiều. Và để tiếp nối chương trình, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ có một ca sĩ, hiệp sĩ mang cái đẹp. Xin mời anh Tuấn.